Đúng là ông bà chúng ta nói là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Và để dẫn chứng cụ thể hơn, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ghé thăm nhà của nữ ca sĩ Mỹ Lệ nhé. Chào, khỏe không bạn? Đã đi ra gần nhà mua ít bông với lại là sô cô la cho hai đứa nhỏ. Quốc Thái khỏe không? Khỏe. Lâu ngày giờ thấy vẫn đẹp trai như cũ ha, không có gì thay đổi. Giới thiệu với bạn, đây là cái phòng khách để tiếp, nói chung là những cái nhân viên, những công việc. Tại vì ở nhà Lệ thì vừa là văn phòng vừa là chỗ ở nữa, đúng rồi. Cho nên là cái không gian này là không gian dành cho tiếp khách, cho công việc. Lên lầu 3, lầu 1, lầu 2, lầu 3 là dành cho nhân viên và công việc. Lầu 4, lầu 5 là sinh hoạt của gia đình. Chị cũng thấy có thể lên. Lệ xin mời. Mời Thái vào. Đây là cái tầng sinh hoạt của nhà Lệ. Bếp thì bên đây. Mời vào nhà ha. Chắc có lẽ là vô bếp cắm hoa ha. Bếp này là ông xã Lệ thiết kế và nói rằng là thiết kế một cái gian bếp thật là tiện nghi để cho bà xã nấu những bữa ăn ngon. Ông xã Lệ rất là thích màu đỏ, và khi mà Quốc Thái vô nhà, Quốc Thái cũng sẽ thấy chủ yếu là rất nhiều màu đỏ xuất hiện ở trong nhà. Cái này như là tông màu đỏ là tông chủ đạo, nó ấm áp. Nhưng mà nhiều khi trời mà nắng quá, nó mà ở Sài Gòn nhiều khi nắng quá mà thấy màu đỏ bực dễ sợ luôn. Đây là cái bộ bàn ăn của gia đình. Ông xã thiết kế ghê không? Ông ngoại rất là thích làm, ông cũng thích trang trí nhà cửa lắm, đừng cái là như vậy. Và Thái thấy ông rất là nhiều bàn, nhiều ghế. Trong khi gia đình Lệ thì bây giờ mới có hai vợ chồng với hai đứa con. Mà mỗi lần ăn, ông ngồi ăn xong ông nói vậy này. Đây, hai chị em bầu bí, giờ thêm hai đứa nữa. Ý là ông gợi ý đẻ thêm hai đứa nữa. Ảnh là người Huế, cho nên là ảnh thích cái tông gỗ trong nhà gia đình. Và thích khi mà nhìn vào cái nội thất nhà có một chút gì đó, nó có vẻ là hoài cổ một chút xíu. Đó là bước vào đây mình thấy là thông thoáng rồi thoải mái. Lệ thì cũng rất là thích cái kiểu mà ví dụ trong một cái không gian sinh hoạt mình không bị ngăn bởi, ví dụ là phòng ăn phải riêng, phòng khách phải riêng, mà mình lại muốn một cái không gian thật rộng, và phòng khách, phòng ăn, tất cả phòng làm việc, sinh hoạt thì nó chung một cái không gian như vậy, làm cho cái tầm mắt của mình khi nào cũng thấy thoải mái. Và thấy tưởng tượng như khung cảnh là ông xã của Mỹ Lệ thì ngồi đang làm việc, rồi Mỹ Lệ thì đang ngồi chơi với hai con, nhưng mà không phải là mỗi người một phòng khác nhau mà vẫn có thể nhìn thấy nhau được. Đó, mời Thái qua đây. Xin mời Thái uống nước ha. Đầu tiên là cái màu đỏ. Thì Lệ có nói rồi đó, lúc mà ở bếp thì Lệ có nói là nhà Lệ là chủ yếu là màu đỏ, nhưng mà đỏ ít thôi, mà đỏ chót đó. Thì nó làm cho cái không gian cảm thấy ấm áp và nó cũng có chút sang trọng. Đó, màu đỏ thì nó được một cái như vậy. Và bộ bàn khách này thì tiếp những người bạn thân thiết, bà con trong gia đình. Nhưng mà ở cái không gian này thì mình có thể ngồi nói chuyện, rồi có thể hát karaoke, có thể xem phim chung với nhau. Đây là cái nơi mà ba mẹ con thường tung tăng sinh hoạt hát hò, và là các bé tập đàn, và Mỹ Lệ cũng nhiều khi luyện thanh để tập bài hát mới. Bây giờ không chỉ mẹ biểu diễn đâu nha, mà sẽ cho chú Thái được thưởng thức hai con gái ruột của Lệ nữa. Hai con qua đây mau, qua đây nào. Chào chú Thái chưa? Anh chào chú chưa? Rồi giờ Mỹ Anh, Mỹ Duyên đàn cho chú Thái nghe bài ha ha. Anh đánh bài gì hả? Bài The Dream ở Mỹ Đồ Rê Sòn Sòn Rê Mỹ Đồ nhá. Hai, ba.
giờ làm sao vậy? Bây giờ Mỹ Anh ha, Mỹ Uyên ha, dắt chú qua phòng tham quan phòng của hai con được không? Được. Dạ được, dạ được chứ, chứ dạ được chứ. Quậy lắm. Đi em. Ồ, gấu bông nhiều quá. Quá trời gấu bông luôn. Cho chú thấy con này ha. Cho luôn hả chú? Cho con cho chú luôn không? Nha. Nghe rồi thấy không? Cho chú búp bê. Rồi chú Thái à, chú Thái rồi. Biết không? Phòng này là mẹ Lệ được quyền thiết kế đây này. Cho nên cái phòng này là mẹ tự gọi là bẻ kiểu trần này ha, giường này ha, rồi sơn tường màu gì, rồi tủ bàn, rồi ra giường trải màu gì là Lệ design, Lệ design. Và cái màu hồng thì Lệ rất thích, ngày xưa mà ao ước mình được một cái phòng như công chúa thế này. Đây là thì ngày xưa mình làm gì có điều kiện đúng không? Bây giờ mình cho con mình được hưởng cái ước mơ đó. Và đặc biệt các bé gái thì bao giờ cũng rất là thích màu hồng. Đúng rồi. Quốc Thái thấy không? Cái đống thú bông rất là lớn. Đó là một cái gia tài mà từ khi Mỹ Lệ đi hát, và những cái gấu bông này là các fan yêu mến giọng hát của mình tặng. Vô đây. Thế giới thời trang của Mỹ Lệ đúng không? Thế giới riêng của mình. Đó. Đây là nơi mà mình mỗi khi mà có thời gian rảnh là mình xuống đây để mà thiết kế. Và đây là cái niềm đam mê thứ hai của mình. Trong phòng này là từ cái bóng đèn cho đến cái logo cho đến mọi thứ trong đây là đều là ý tưởng của Lệ cả. Mỹ Lệ thiết kế. Và đặc biệt là đây là cái đồ cho hai công chúa. À, đúng, xuất phát từ là rất thích con gái, làm điều cho con gái mình, thì bây giờ là trong tương lai mà tương lai gần nhất sẽ mở một cái boutique, một cái showroom dành cho trẻ em, cho các công chúa. Đây là một cái phòng làm việc, cũng là một cái showroom tại gia, vừa làm việc vừa trưng bày những cái sản phẩm, những cái bộ đồ mà mình làm ra. Ngoài cái thời gian chăm lo cho gia đình, ông xã rồi hai bé, rồi thời gian cho niềm đam mê lớn nhất là ca hát, hãy dành thời gian để cho niềm đam mê thứ hai này là mình đi mua giải sưu tầm, rồi sưu tầm, rồi kiểu mẫu, rồi design lên nữa. Rất là kỳ công. Quý vị mà nhìn thấy qua như vậy thì cảm giác là Mỹ Lệ đúng là hơi tham lam đúng không? Mà Lệ cũng công nhận mình cũng hơi tham lam thật. Riêng Quốc Thái thì Quốc Thái rất khâm phục, bởi vì đã làm người phụ nữ rồi phải giỏi về nữ công gia chánh, mà không những là lo vun vén cho gia đình mà có thể là bước ra ngoài xã hội nữa. Chúc mừng. Mong rằng niềm đam mê thứ hai, thứ nhất thì ai cũng biết rồi, ca hát thì nghĩ là đã thành công quá rồi, bây giờ là đam mê thứ hai, chúc cho niềm đam mê đó được trọn vẹn và thành công đúng theo mơ ước mà mình lại đề ra. Phải cảm ơn Thái rất là nhiều và cảm ơn chương trình.